340 một ký bao tư, không thế nào đem lại trả tiền cho tôi là bẻ hồi nào vậy? Mới bẻ, mới cởi bao tay rồi ông đang quay luôn. Mới bẻ nãy giờ đó chị, em quay nãy giờ nè. Mới bẻ đó, kè bên đó là mình cua đó, còn bên đây là chỉ bẻ ra ra càng riêng nè. 1 ký 340. Đó, 1 ký là một bọc như vậy là cô chú anh chị bạn. À, có cây căng đàng hoàng luôn nha. À. Rồi. Thêm nửa ký nữa. Nửa ký 170. Ở đây vừa bán 7 giờ sáng là có hả chị? 7 giờ sáng là có. Bán khoảng mấy tiếng là hết 4 bao ha. Nhầm bữa hả gì? Nhầm bữa, nhưng cũng sống, cũng chảy, cũng không biết đường đó. Dạ. Trong thứ bảy chủ nhật trên đây mình bán. Là dạo dạo này tới cái mùa nước là ngày nào chị cũng bán đây chân à? Đúng rồi. Wow. Em có cái điểm này. Dạ. Còn có một cái càng bự nè cô chú anh chị các bạn. Nó cái con này. Trời ơi, đâu rồi, mới đây vừa quăng cái mắt qua đó mất tiêu rồi kìa. Đây nè. Cái con có cái càng quá trời bự luôn rồi nè. Một con thường là có một cái càng bự nhưng cái càng nhỏ. Đúng rồi. Đây nè cô chú anh chị các bạn. Trời ơi, cái con cua này nghe nó dồn lực cho cái càng bên trái chân rồi nè. Đó, cái càng bên phải là nghe nó nhỏ xíu à. Cái này nếu mà con cua này nếu mà mình bẻ luôn cái càng bên phải, cái càng bên trái nó có to hơn không vậy? Hả? Không biết. Không biết hả? Dạ. Đây là con cua đực nè cô chú anh chị các bạn. Nó con cua đực thì cái yếm nó nhọn vậy nè. Còn con cua cái là cái yếm nó bầu quá. Ôi, cái càng này rất là to luôn nè. Kênh của mình là gì quên rồi? Kênh của em hả? Long Xuyên TV. Đó, cô chú anh chị các bạn có thể thấy không? Cái con cua nào mà cái càng bên trái nó cũng bự hơn cái càng bên phải chăng á. Lâu lâu mới có đảo ngược lại. Và nếu mà rất là hiếm luôn mới có hai cái càng nó bự bằng nhau. Đâu, có không chị? Có hả? Ừ. Có mà ít chứ lắm ha. Ít lắm, xỉu à. Long Xuyên TV. Ừ. Chị có hay coi YouTube không? Có. Coi nhớ ủng hộ kênh em nha. Cho ủng hộ liền. Dạ. Nhớ like video và nếu mà chưa đăng ký kênh thì cô chú anh chị các bạn nào có xem video của em á nhớ tặng cho em một like. Ai chưa đăng ký kênh đó thì có thể ủng hộ kênh của em bằng cách nhấn đăng ký kênh. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ mình chào buổi sáng cô chú anh chị các bạn nha. Sáng ngày hôm nay thì em đang có mặt trên con đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long của thành phố Long Xuyên, An Giang. Buổi sáng mà đi dọc dọc theo con đường này đó, em thấy có cái chị gái này bán cua đồng nè. Ồ, cái này là mình bẻ càng cua ra bán càng riêng hả chị? Dạ, em mua càng bán càng, em bán nguyên con. À. Bán cho mình. Bẻ qua là để cua bên cái bên dạ. Cái khâu này. Có bán cua sậy luôn. Dạ. Cái này là chị bán càng này ký nhiêu ha? Dạ 340. À, ký 340. Còn cái mình không là nguyên con có càng gì là 140. À, nguyên con có càng là 140 ký. Cái mình bẻ gọn gì là 50. À. Chị bán đây được mấy bữa rồi? Vô rồi, bán đây nữa hả? Bán hộp ngày cũng cả tháng à. À, hộp ngày cũng cả tháng này hả? Ừ. Em bán trên này được 5-6 năm rồi đó, 5-6 mùa đó. À, một mùa gì là kéo dài khoảng bao nhiêu tháng hả chị? Từ đây tới tháng 12 đó. À, hồi hồi, bẻ ra lía lịa hết trơn. Có nhiêu đây là hết rồi hả? À ha, phía trong còn hai bọc nữa ha. Còn ăn miếng cua nữa anh. À. Đây nè, cái này là mua về cua xay nè, mua về làm cua xay nấu nấu bún riêu đó không chị? Cái này là bán 1 ký là 50 ngàn nè cô chú anh chị các bạn. Đó kìa, kìa anh trai anh đổ ra thêm kìa. Đó. Wow. 1 ngày là mấy bao vậy lận anh? 4 bao. 4 bao hả? Vậy là sáng giờ hết 2 bao đó ha. Ừ. Rồi thôi. Em ghé em quay đây bà con mua quá đông luôn rồi nè. Em nửa ký cái này đặt đó, nãy em đặt cho em đó. À, đặt ở trên mạng luôn hả chị? Có số điện thoại á. À, có số điện thoại luôn hả? Số điện thoại chị số mấy? À, 0834.
0834 rồi mấy nữa? 323 948. Chị gì? Em tên Bé. À, chị Bé. Ai mua càng cua thì liên hệ số điện thoại của chị Bé nha. Một bọc như vậy là 1 kg đó cô chú anh chị các bạn. Đó, ai mua nhiều bán nhiều. Mua nửa ký cũng bán. Mua bán 200-300 cũng bán luôn ha. Nhiều cũng bán, có mua là mừng rồi. À, có mua là mừng rồi. Bà con ở Long Xuyên thì ai muốn ăn càng cua đồng đó, liên hệ chị Bé. Ở đây là ngay chân cái chỗ mà ngã tư đèn xanh đèn đỏ, đường Nguyễn Trãi. Kế trường Nguyễn Trãi luôn. Dạ. Yeah. Kế trường Nguyễn Trãi luôn. Đó. Ở đây không. Sáng là mấy giờ, mấy giờ chị ra bán hả chị Bé? 7 giờ. À, sáng là 7 giờ có. Bán dài dài chừng nào hết thôi à? Dạ đúng rồi. Nào hết mình về. Cái này là mình lấy hàng ở đâu ha? Em đi gom đủ chỗ cho. À, gom nhiều chỗ mới được 4 bao, một ngày 4 bao. Trời ơi, càng bành bành không kìa. Đâu chị, đâu từ từ, chưa có bắt máy kẹp nữa. Đó, cành cành không nè. Đó. Cua ở đây là em bao tư. Bao tư luôn ha. Bao từng càng luôn. Bao từng càng luôn. Rồi cái đó mình bỏ đổ vô bao ha anh. Dạ, cua xay. Dạ, cua xay. Bán cho những người bán bún cua. Trời nhìn càng thấy ham hết sức không? Nó bành bành không kìa. Con nào nó cũng một càng bự càng nhỏ hết trơn hả chị? Dạ đúng rồi. Khoan em lấy cái càng này nè, đây nè cô chú anh chị mà. Đó, càng cua bành bành thôi à. Càng này nhầm khi nó có cái càng mà cái vỏ mềm á, với lại cái vỏ mà kêu bằng là cái vỏ cứng là cái con nào mà thường vỏ mềm ha? Con cua ống hả? Ít lắm. À. Lượng ở chân à. Với lại mình bẻ mình thấy nó ốm quá là mình bỏ ra chân đậu lại. Cái này mà về mình rửa lại rồi mình luộc chấm muối là xong ngay. Càng cua thì rất là dễ chế biến luôn. Ai muốn ăn gan me thì mình chế biến thêm. Thường thì càng cua này chỉ cần là luộc lên là chấm muối tiêu chanh là ok liền, đâu có cần chế biến gì đâu mà nó phức tạp đâu. Bây giờ có gan nước mắm ngon lắm nha. Trời, có gan nước mắm luôn hả? Chồng tôi gan ngon lắm á chồng. Vậy bà con ở Long Xuyên này có mua là chị giao tới nhà luôn hay sao? Dạ. À, vòng vòng Long Xuyên là giao ha. Dạ. Như người ta ăn chứ cũng có mối quen nhưng mà ta không ra được thì người ta điện mình đi giao vậy đó. Chạy mình đi giao cái con này nè, cái con đó kìa, đó con nó cái càng bành kia luôn nè. Cua xay nữa nè, bao ngon. Cua xay luôn hả? Xay nhà luôn. Xay nhà sẵn luôn hả? Bao sạch bao ngon. Ồ, rồi này là nửa ký phải không? Nửa ký. Nửa ký gì là chị bán nhiêu? 45.000. Ồ, 45.000 một ký, 90.000 à. Dạ. Ai bán bún cua là liên hệ chị Út luôn. Ủa gì? Chị Bé luôn. Sáng nào mình cũng ngồi đây bán hết trơn hả chị? À, bên đây là cái mình cua với cái càng cua nhỏ nè. À, xây ra bán bún riêu thôi. Trời ơi, mới đây chị Bé gần hết thao luôn rồi. Quá là nhanh tay luôn rồi. Nếu mà hồi nãy chị nói nếu mà người ta mua cua nguyên vậy là ký nhiêu qua này? 140. À, 1 ký 140. Càng không thì 340. Chỗ cho miếng cua đó anh ơi. Nè, cái này là khoan để em bắt lên nè. Đây là con cua đực nè cô chú anh chị bạn. Đó, cái yếm nó nhỏ nhỏ gì nè là con cua đực nè. Còn cái yếm mà nó bầu tròn á là con cua cái. Cái này mình gom nhiều chỗ, sáng mình gom sớm hả chị? Cua sống tươi sống luôn nè. Nhìn thấy ham hết sức luôn. Nhiêu chị? Nửa ký rồi. Bà con lại là mua nửa ký, 1 ký không à. Ê, nửa ký
có gì tôi điện có đi giao không? Có chị, em giao bà đi giao được điện em giao cho. 200 ngàn được không? Không, để bữa thứ tư đám cái đầu tôi điện ha. Có gì điện em. Chỉ ăn hàng năm luôn đó. Tới mùa là bỏ lại, tới mùa là bỏ lại. Mùa nước lên là có càng cua hả chị? Dạ. Cua cái mình cua với càng cua nhỏ là bỏ vô thùng riêng, nó lựa ra càng cua bên đây. Cái này mình mấy cái nhà hàng đồ có đặt mình nhiều không chị? Có. Cũng có hả? Như mình cho số đó rồi, ví dụ khách có yêu cầu người ta điện cho mình. Dạ. Thắng lợi đồ này, thắng lợi của bên. Dạ. Mấy cái quán nhậu này kia chắc cũng lấy của chị không à? Trời ơi, cái con này cái càng bự chà bá luôn nè. Trời ơi, cái con đó kìa. Bự chà bá luôn. Làm như là nghe nó dồn vô một cái càng bự, còn cái càng kia là nó teo à. Anh đưa chân ba đi giao dụng này đi. Có còn nữa đó, càng bành kia luôn đó. Con cô đực. Cô đực cô cái vậy là cũng có một càng bự càng nhỏ hết trơn ha. Cái nó càng nhỏ xíu à. À, cô cái nó càng nhỏ mà hai cái nó cũng không có chênh lệch nhau nhiều phải không chị? À, còn một cô đực á, là cái càng nó dồn vô, nó dồn vô một cái càng bự hết. Cái càng nào bự là bự, cái càng nào nhỏ là bên kia nhỏ là nó rõ rệt luôn, trên lệch với nhau rõ rệt luôn á. Như cái con này là bành kia nè. Thường là cái càng bên trái hay là cái càng bên phải là nó bự chị? Chị có để ý không? Không để ý. Không để ý luôn ha. Hình như thấy bên trái là nó bự đó, còn bên phải là nhỏ đó. Em thấy là theo em thấy là vậy đó. Lâu nó mới có đổi lệnh con. À vậy hả? Vậy nó dồn lực cho cánh tay trái hết ha. À nè, cái con này cũng bự, cua bự càng bự chà bá luôn nè. Nè, ví dụ như con này, thấy không? Cô chú anh chị các bạn thấy không? Một cái càng là bên trái là nó sẽ bự hơn cái càng bên phải nè. À. Theo em thấy là cái con nào cái càng bên trái nó cũng bự hơn càng bên phải cho anh ta. Lâu nó có con bên phải. À, rồi cái con này khoan nè. Đây nè. Kến thù luôn nè. Bắt cái đây nè. Bắt cái đây nè. Không có bao tay nè, bởi vì bắt không được nè. Đó. Đó, cái càng bên trái là lúc nào nó cũng bự hơn càng bên phải cả. Lâu lâu nó mới có được cái càng bự bên đây nè. Vậy hả? Là con cua đó là nó thuận tay phải, còn mấy con cua bình thường là thuận tay trái. Có không? Lâu lắm, lâu. Hiếm như lắm hả chú? Có, nhưng mà lâu lắm. Có, nhưng mà hiếm. Sáng mấy giờ là đi ra? 7 giờ hả? Bán thường mấy tiếng đồng hồ là hết hả chị? Mấy cái càng non non mà bỏ ra cho mà đâu để vô bán người ta đâu hả? À, non non hả? Ừ. Non non là thịt nó không có chắc hả? Đúng rồi. Dạ. Bởi vậy ngồi bán ngay được lắm. Vậy hả? Ta mình có bán, mối hả? Mình bán đây nè. Sao mình nói gan vậy đó, mình đâu à, là mình quy tính nha. Thiệt tình ha. Thiệt tình. Đó. Đó cái con này nè. Càng rất là to luôn. Cái càng như gì nè mới chất lượng nè, đúng không? Cũng như là thịt nó rất là dẻ luôn á. Trời ơi, ở đây chỉ bán càng cua bành bành không à. Có nhiều con nè, cái con này cũng là càng cua bự nữa nè. Bao tay đỡ bị cua kẹp hả chị? Cũng chảy máu bình thường. Vậy hả? Ừ, mấy con này lẹ lắm. Tại vì mình chụp đại á, rồi mấy đúng cái mà. Con nhiều khi á mình không có để ý nó quẹt mình. Nhưng mà bao tay thì nó hạn chế phần nào rồi. Ừ, nó đỡ hơn cho mình. À, nó đỡ nhát tay của mình á. Chụp vô bậy nhiều khi đó là nó kẹp liền á, chảy máu liền á, chứ không phải chuyện đơn giản.
Mình quê ở đâu mà mình có bắt cua này được nhiều vậy chị? Quê em ở đây. Ở đây luôn hả? Long Xuyên luôn hả? Dạ. Cái này mình có mối mình lấy ha. Dạ. Chị bán cái nghề cua này là bao nhiêu năm rồi? 5-6 năm. À, 5-6 năm nay rồi. Ở ký 170. 2-300 gram thì chị gái cũng bán luôn. Nhiều cũng bán hết. Nhiều cũng bán dần ha. Mua trong nít ăn 100 gram, 200 gram cũng bán. À, 100 gram, 200 gram cả gram cũng bán luôn. 340 1 ký chị. Em 340 1 ký cô ơi. Thôi cái nào đem lên trả tiền giúp tôi lại. Dễ vậy ha. Ăn mấy phần mà. À, đây có khách mối luôn nè. Chị gái với anh trai. Năm nào mình cũng ăn đây chứ hả chị? Thằng cô chị thấy thằng cô ở đây bán thì sao? Kẹt nữa. À, thường thì càng cua chị chế biến món gì ha? À, luộc hoặc là rang muối vậy. À, càng cua nói chung là cũng đơn giản dễ chế biến hả chị? Rồi em cảm ơn chị nha. Nhiêu chị? 200 ngàn á. Rồi. Chị gái bán ở cái góc đường của chú anh chị bạn. Ngã tư đường Nguyễn Trãi nha. Bà con ở Long Xuyên thì có ai ăn càng cua độc đó, ghé đây ủng hộ cho chị gái.